Nói chung là anh thấy gọi là cơ sở Đức Nghĩa làm đẹp ngoài sự mong đợi, cơ sở làm chất lượng. Vừa rồi mọi người đã cùng lắng nghe những lời nhận xét rất là mộc mạc và chân thành của anh Chính về bộ sản phẩm. Sau đây là quá trình cơ sở Đức Nghĩa vận chuyển và lắp đặt về gia đình khách hàng tại Hoài Đức, Hà Nội. Bộ ghế sơn thủy tay hộp là một trong những mẫu ghế mới nhất với thiết kế tay hộp độc đáo, hiện đại, mang đến một trải nghiệm mới lạ cho quý khách hàng. Bộ sản phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ vụ cùng kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền, đảm bảo độ bền bỉ và chắc chắn theo thời gian. Được phun tông màu nâu trầm mang đến một cảm giác ấm cúng, sang trọng cho không gian phòng khách. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng không gian phòng khách tuyệt đẹp của gia đình anh Chính. Mọi người hãy để lại ý kiến nhận xét về mẫu ghế mới này nhé. Gọi là chúc cơ sở Đức Nghĩa sang năm mới gọi là nhận được nhiều sản phẩm đẹp và chất lượng. Vâng, em xin cảm ơn anh. Và trước khi ra về, em nghĩ xin đại diện cơ sở Đức Nghĩa thay mặt cho anh em nhân công là kính chúc anh và gia đình có một cái Tết Xuân Giáp Thìn thật là an khang thịnh vượng và bước sang một năm mới làm ăn sẽ phát đạt hơn anh nhé. Rồi, anh cảm ơn cơ sở. Vâng, xin chào mọi người.